Đây các bác này, đây, có một vài bà con đang soi này các bác này. Không biết là đàn ông này tí nữa có về không? Đấy, đang soi lên vào. Thì nếu như về khoảng tầm một vài tiếng sau là ông nó sẽ về đấy các bác này. Thì nay em thử phục có được hay không? Được thì quá là tốt này các bác. Đây, đây bây giờ nó về nhiều hơn này các bác này. Nó về nhiều hơn là có nghĩa là nó sắp về rồi đấy các bác. Đấy, lúc nãy có mỗi mấy con thôi nhưng bây giờ là khoảng vài chục con rồi, vào lia lịa rồi các bác đấy. Thì là đây thì chỉ khoảng 10 đến 15 phút nữa là ong nó sẽ bay về thôi các bác. Rất là đã các bác. Đấy, ong mà bay về thì cái tổ này chắc là cũng nhiều quân đấy các bác. Đấy, hắn ra vào liên tục vậy là nó sẽ về thôi. Đây các bác này, đàn ong này đang bay về này các bác. Úi giời đã lắm các bác ơi. Đàn ong này rất là to đây. Các bác sướng chưa? Đấy, đang bay về này. Đấy. Bay vào trong nhà ở nha các bác nha. Đấy, soi 2 3 hôm nay rồi. Đấy, các bác thấy sướng không? Đấy, không biết nó bay từ đâu về đây. Đấy. Không biết nó bay ở đâu về. Đấy. Ông nó vào rồi, nó vào gần hết rồi. Đây, đây các bác thấy, ui giời sướng quá cái tổ ong tự nhiên bay về. Đây, này 14 bay về đây các bác này. Đấy, em nghe ù đang ở như trong phòng phải ra coi này các bác này. Đấy, tí nữa coi coi nó có đông không các bác. Đấy, đông tí nữa em sẽ ổn định cái bài ong này. Đấy, cái tổ này chắc được 2 cầu thôi không ạ? Nhiều nhỏ. Tại vì tôi thấy hắn đấy, tổ này là tổ bốc bay chứ không phải tổ chi đạn. Bốc đâu đấy? Đấy, tổ này được 2 cầu. Nghe u phát là tôi phát hiện ngay. Về nhanh lắm. Về nhanh nha. Về trong vòng của môi khoảng 2 phút là xong rồi. Chưa vào hết. Chưa. Tổ này gần mặt. Đấy. Chưa. Cơ bản hết rồi. Về nhanh lắm. Các bác thấy. Nói chung là được khoảng 2 cỏ quân các bác. Hôm qua nó soi như thế là mình cũng đã đoán được kiểu gì cũng về rồi. Tại vì thường là cái đàn ong mà nó búc bay ông thì hả? Ong không được dài. Ong không được, ong trẻ lắm. Đang còn bám dưới. Đây đang còn được nửa cẩu mà nó vào nhiều rồi. Đấy, đây. Tí nữa ổn định bài ong cái nữa là ok. Đúng 3 phút là xong. Lúc nãy nó bay đụng vào mình và đang thấy nó bay về nữa. Bay được cái đang bay về nữa với sướng. Đây nhá các bác nha, em đặt cái thùng nó ở như đây. Xong là ong soi nó soi nó vào. Đấy, bây giờ là nó đang ổn định rồi các bác. Như thế này là ok rồi này. Này chỉ còn khoảng tầm cỡ 15-20 phút sau cái là nó ổn định, cái là cho nó vào vài cầu ong là nó ngon lành ngay các bác ạ. Ong này cũng được đấy, không già lắm.
Tại vì nhìn cái này ví dụ như nó mà đạt 3 cầu nha, ông chỉ cần bỏ vào 2 cầu với 1 cầu lao là tối nó làm gần xong luôn. Tối làm gần xong này. Đây các bác nhá, thì bây giờ là lấy 1 cầu sang để viện vào cho cái tổ mà nó vừa bay về các bác ạ. Đấy. Đây. Cậu để lại em có nhọng là được thôi mà, miễn là hắn có ít nhọng là được. Này là được á. Vậy nào. Ừ, đấy vậy là được rồi đó. Không cần nhiều đâu mà. Còn ông coi coi cái cầu nào ông lấy cũng được mà. Hắn chỉ cần có ít nhọng là được mà. Ít ấu trùng ít nhọng là được. Cầu đấy không có mấy. Cầu có. Lấy cầu đó là. Cầu này cũng không có, chỉ có hai cầu có thôi, cầu trong kia. Ông nghiêng tôi coi nào. Nghiêng xuống á. Nghiêng hơi lịch lại bạn đây tôi nhìn mới thấy được, không có. Không để á? Không. Mỗi cầu đấy mà ông bảo là lấy đi thì còn kia. Lấy tổ khác, coi tổ khác. Cầu đấy, cầu trong thì không được lấy rồi, cầu trong bao giờ cũng là cầu phấn. Cái tổ này thì không lấy được rồi các bác. Hay ra coi cái tổ nhiều kia kìa, cái tổ hồn hồn của ông á. Hồn hồn lấy đi. Lấy đi thì mình lại bù cái tổ cầu khác vào. Bù cầu khác vào, tốt mà. Đây, chắc là phải sang cái tổ này con tướng mới các bác ạ. Thì tướng mới thì bao giờ nó cũng đẻ tốt hơn. À, quân nó cũng tụt nguyên. Quân tụt rồi, lấy tổ này cũng được. Đấy, cái cầu đấy cũng được luôn. Một sợ các cầu khác còn ạ. Hả? Không, tướng mới thì nó đẻ đều mà ông. Ông cứ yên tâm là tướng mới nó cũng đẻ đều mà. Được mà. Ừ. Tụt mẹ là đó. Đấy, lấy cầu đây nhé các bác nhé. Đưa đây cái cầu. Rồi. Đây các bác nhé, lấy cái cầu này để sang viện vào. Sao? Con tướng này để cũng kém nha. Được. Quân. Đấy, về bây giờ là bắt đầu lấy cái cầu này sang viện cho tổ kia các bác, thổi ơn cho ong nó đi ra hết đi. Nhưng mà nó vào lỡ mày nó đúng vào cái con tướng thôi. Đây các bác này. Đấy, đây là cái tổ mới vào đây các bác. Bây giờ vi bắt đầu viện vào. Không bị gì đâu mà. Đang nằm nắp mày ăn. Ừ, hắn đang nằm nắp nha. Chẳng bao giờ nó không nằm nắp, ông cứ nhấc hé hé lên, ông nhấc hẳn nghiêng bên 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 mạng đằng kia. Nhưng đấy. Đâu, ông cứ để này, hắn không bay ra đâu. Ông cứ yên tâm, ông cứ thả ra. Đấy, hắn không bay ra đâu mà. Ồ, đây cái nắp. Cầu gì mấy? Được cầu hay hai cầu? Tướng đang nằm trên đó rồi. Đây các bác này. Đấy. Đó là cầu thôi, hơn cầu thôi không ạ? Vậy thôi à? Ừ. Vậy thì lao cái cầu mới vào. Đây này, ừ. Lấy đâu ra hai cậu. Ông để cho hơi kênh một tí. Để làm gì? Ờ, để hơi kênh nhưng là hắn chưa tiếp thu vào mà. Thì sau khi làm như thế này ổn định thì tí nữa là lại tiếp tục bỏ thêm một cầu vào nữa các bác. Đây nha các bác nhá. Thì viện một cầu và lao một cầu này các bác này. Đấy. Ông đấy tôi cầm cho. Không đốt mà. Ờ, chứ trừ khi mình làm mạnh quá hắn mới đốt. Hắn xuống đấy mà. Hắn xuống mà. Đến đây. Đây các bác.
xây luôn à? Ờ, tối là xây luôn. Thế là mình ấy luôn để xây á. Kéo chật nè. Rồi, đây ông đỡ. Cho đấy. Xuống luôn. Ừ, cho xuống luôn. Bây giờ cho xuống luôn rồi. Đây nha các bác nha, thì em sẽ chia sẻ thêm cho các bác một chút nữa để các bác nắm được. Như này là nó đã vào rồi thì đợi khoảng tầm cỡ một tiếng nữa là đàn ong sẽ ổn định, nhưng đến lúc khoảng tầm 7 giờ hoặc 6 rưỡi hoặc là 5 giờ thì các bác phải cho nó một thêm một ít đường. Và các bác nên nhớ vào mùa này thì nếu như có những cái tổ ong nó về được như thế này thì các bác phải hòa một ít đường để cho nó thấy cái nguồn ở tại cái khu vực này là đang phong phú. Nên là tối các bác phải hỗ trợ cho nó ăn. Và đến khoảng chiều thì các bác mở ra kiểm tra coi cái số lượng quân ở trên mặt cầu nó có phù hợp hay không. Nếu như mà nó đông quá thì các bác phải lao thêm cầu vào. Mà nếu như mà nó vừa đủ rồi thì các bác không cần phải lao. Và cái này là cái đàn ong là nó bay về, nên là vì vậy là có thể là đàn ong bị bệnh, có thể là không bị bệnh. Nếu sáng mai ra các bác mà coi mà thấy nó cào nhọng thì đàn ong đấy bị bệnh thì các bác bắt buộc phải bắt tướng nhốt lại đến 3 ngày. Bắt tướng nhốt lại, còn nếu như không phải bị bệnh thì là ok. Nên là cái này là cái mà thường thì rất ít người để ý đến. Tại vì là những cái đàn ong mà nó bốc bay đi thì thường là nó bị bệnh. Và đây nha các bác nha, sau khi ổn định cái bầy ong rồi thì bây giờ mình lại bê ra ngoài. Bê ra ngoài các bác này. Tại vì khi đàn ong nó bay về rồi thì nó ổn định rồi thì nên bê ra cái chỗ mà mình cần muốn đặt. Thì là nó sẽ ok hơn rất là nhiều nhé các bác. Ok cho nó khỏi gập ghềnh. Đấy, vậy là ok nhé các bác nhé. Thì bây giờ là các bác mà theo dõi mà thấy cái video của em mà hữu ích thì các bác tặng em một like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác đăng ký kênh và để chuông để đợi các cái video tiếp theo